Anh Hứa hôm nay lại chuyển máy đến Văn Lang, Hạ Hòa, Phú Thọ. Đấy, đang xin máy đây nhá. Tôi mua một cái máy tôi dùng rất tốt đấy, nhưng mà coi về ông này bây giờ ông qua cái sử dụng ở nhà tôi thì ông muốn mua một cái nữa, để ai có nhu cầu thì sử dụng cái dòng máy. Nó một dòng máy nó tốt thì cứ được nhà này nhà kia là người ta lại thích, người ta lại giới thiệu. Hôm qua nhà VinFast lại lên nhà cháu xem máy. Đấy. Lên nhà cháu xem máy để sử dụng bảo. Máy nhà anh to này ta dùng cái máy này tốt, còn máy kia bọn nó máy xăng dùng nó bé. Nên sử dụng nó nhảy đông đông ha. Thì cháu làm rồi. Thế mình làm mình. Cái bình dầu này là 2 lít rưỡi này. Hết có tầm nửa suốt buổi chiều chạy. Các loại động cơ dầu thì bao giờ chạy cũng chạy không hết vào để mở cháu chạy từ ở nhà cho cổ máy chạy về nhá. Mở cháu làm từ đây vào đồng 10 xong lại chạy vừa xong chạy về. Cái bình này có 2 lít rưỡi. 2 lít rưỡi mà hết không đáng bao nhiêu cả tiền dầu à. Giao rồi anh. Đấy. Vì tại hôm qua chú Tiến điện cháu chửi không điều. Cái này cháu chửi không điều. Bố con nhà mày. Tức là thằng cu này bảo là thích xe máy của bác rồi. Đây là điều chỉnh là nghiêng lật này. Thế là từ theo từng nút. Đấy, nó kiểu như là như cây này là hơn. Cái má vẫn chạy. Đấy, như cá. Cháu là cháu lấy một cái vết luống. Đấy, lấp là cái mương này. Cháu còn đang thiếu. Nào bảo cái ship cái hàng luôn cho một cái cày lên một cái lên luống cái này luống là cái máy này là bánh bám nữa thì vẫn là một cái bánh bám này như kia gì nếu không thì cho chạy làm sao cái bàn gạt cái gạt trên cao xuống để bảo là có gạt hay không cái này là cày cày như châu cũng không mỏi châu chú thích cày thế nào thì đấy thì do chú điều khiển xe máy cày như châu điều khiển cày trong to trong bé chúng ta ít tuổi nó học nó nhanh, tế nhất. Ông già sợ học nó khó. Kéo lên dưới hơn chục triệu thì làm cái máy này tiện hơn. Ba dầu dần một hai phát, à, ít nhất là hai động, cho nó bơm thời động, bơm dầu lên, bơm dầu lên. Rất tiện đấy. Hay quá. Em ở ngoài nhà hàng mẫu ruộng mà làm này tốt. Đỡ phải thuê cày ruộng. Một cái mà làm đỡ phải chăn thả, đỡ phải thuê. Gọi là thay con trâu mà lại trâu vàng. Trong nó cày bừa cái nó làm rối lắm. Như máy của Hoa. Vâng. Vâng, cũng dòng anh Hoa. Không khác cái gì không ạ? Chỉ có là mua thêm phụ tùng cày bừa như cái lật cày lật thì mua không mua đấy là thôi, còn